对漫漫长途，生死契阔用相守来倾诉。风随花舞，雨润草木，一生一世牵一人的手，不辜负。Đánh ngươi, đau cả tay ta rồi. Xin phu nhân tha cho thần thiếp. Thần thiếp nguyện làm trâu làm ngựa cho người. Ta đã cho người cơ hội rồi. Phu nhân, đừng. Phu nhân, đừng mà. Đừng mà, phu nhân. Dù sao cũng sắp chết, còn không mau bắt cô ta về đây. Dân, phu nhân, đừng mà, đừng mà phu nhân. Phu nhân, người nể tình thần thiếp từng hầu hạ người, không có công lao cũng có khổ lao mà. Người tha cho ta đi, người tha cho ta đi. Nếu người đã không sợ cay đắng, vậy thì thuốc này cũng không đắng đâu. Đừng mà. Đâu? Phu nhân ta còn chưa có thai, ngươi mà cũng xứng à? Phu nhân, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta phải xuất phát thôi. Đi bẩm báo với thành chủ, nói là Vương mỹ nhân ăn uống bậy bạ dẫn đến sảy thai. Hứa Hề Hề, mình không xem nổi nữa rồi. Sao cứ phải viết câu chuyện đấu qua đấu lại cũ đích như thế này chứ? Chương 1, hành thích thành chủ, dở đến vậy à? Nhưng mình còn 18 tiếng nữa là phải nộp bản thảo rồi. Mình cũng nghĩ thêm được gì nữa. Nếu không được thì cậu viết bừa đi. Giờ mình không thể nghĩ ra thêm một chữ nào nữa. Giờ phải làm sao đây? Không lẽ mình viết giùm cậu? Được đó. Là cậu tự nói đấy nhé. Cậu nói thật à? Mình thay đổi hết toàn bộ luôn thì sao? Không sao, chỉ cần nộp bản thảo đúng giờ là được. Thôi thôi thôi, văn phòng của chúng ta khác nhau mà. Mình xin cậu đó, cậu giúp mình lần này thôi. Mình không chịu nổi nữa rồi. Thôi được, vậy để mình thử xem. Nhưng dụng bút phải cho mình một nửa đó. Cậu, sao cậu có thể như vậy? Phải chia 3-7. Mình 3, cậu 7. Từ lúc lập thành Đông Lâm, bên ngoài hỗn loạn chiến sự nhiều năm. Phía Tây có người Khương tập kích, phía Bắc có dân lưu lạc nổi loạn. Để phù hộ cho đệ đệ là Tống Dịch đánh thắng người Khương, thành chủ Tống Huy đã nhận lời đi tế thiên cầu phúc của phu nhân Ngô Ngọc Lâm. Náo nhiệt quá, nghe bảo hôm nay là ngày thành chủ và thành chủ phu nhân xuất thành cúng tế. Phải đó, chiến sự bên ngoài cứ kéo dài liên miên. Lần này thành chủ và phu nhân là đi cầu phúc. Thành chủ trong lòng có bách tính, ban phúc lãnh thổ thành Đông Lâm bình an. Dừng! Người đó là ai? Mau chạy, mau chạy, mau chạy đi! Bên này, bên này!
Thật to gan. Có biết bổn vương là ai không? Kẻ ta muốn giết là ngươi đấy. Ngô Ngọc Lâm trọng tâm không vững, đầu bị đập vào thanh kiệu. Không ngờ sau đó lại ngất đi. Giao đồ đây. Đến đây. Đây là đâu? Chóng mặt quá. Xin lỗi phu nhân, lúc nãy là sơ suất của thuộc hạ, làm phu nhân bị thương. Đứng lại. Xin lỗi phu nhân. Phủ thành chủ. Phu nhân. Phu nhân. Phu nhân. Đây là đâu thế? Sao cơ thể ta lại căng cứng thế này? Phu nhân, cô không sao chứ? Phu nhân. Phu nhân gì chứ? Phu nhân, cô đừng dọa nô tỳ. Cô là thành chủ phu nhân của thành Đông Lâm chúng ta mà. Thành chủ phu nhân? Mình đang mơ sao? Mình biến thành Ngô Ngọc Lâm trong tiểu thuyết rồi. Phu nhân, nàng có bị thương ở đâu không? Tên nam nhân này là ai? Phu nhân, sao cứ sờ mó mình vậy? Phu nhân. Không lẽ hắn là Tống Nguyên? Ngô Ngọc Lâm trên đường đi cầu phúc lập mưu giết thành chủ. Nếu thất bại thì phải diễn vở khác rồi. Chỉ cần thái thường đến bắt mạch thì... Không cần đâu, mau xem bệnh cho phu nhân đi. Dân. Thần đáng chết. Phu nhân đang mang thai tiểu công tử hơn 2 tháng. Hôm nay gặp phải chuyện hành thích, e là tiểu công tử khó giữ. Phu nhân, đứa con khốn khổ của ta, vì để cứu phụ thân nó, còn chưa đến thế giới này, đã phải làm thế nào đây? Thành chủ, ngày đó ngài uống say nên đã bỏ đi, thôi bỏ đi. Nếu đứa bé đã không còn nữa, vậy thần thiếp đi theo nó luôn vậy. Phu nhân, con cái sau này sẽ có. Phu nhân có yêu cầu gì, bổn vương sẽ cố hết sức đáp ứng. Vậy thành chủ,
Ngài để con giấu thành chủ ở chỗ ta có được không? Không được. Không được. Không được. Không được cái gì cơ? Thành chủ. Không cần. Mau xem bệnh cho phu nhân đi. Thần đáng chết. Phu nhân đã mang thai tiểu công tử. Phu nhân, nàng sao rồi? Thành chủ, ta không sao cả. Thành chủ à, vừa nãy ta chỉ là bị dọa sợ thôi, nên bị ảnh hưởng đến mất cân bằng nội tiết tố. Đúng vậy, là cái mà mỗi tháng đều có ấy. Mất cân bằng nội tiết tố là gì? Đừng hỏi nữa. Thái thường, kinh nguyệt, vậy thì mau kê thuốc giảm đau đi. Thần xin cáo luôn. Chuyện hôm nay, nếu hắn biết kế hoạch hành thích là do Ngô Ngọc Lâm bày ra, vậy chẳng phải mình bị đổ vỡ rồi sao? Chóng mặt quá. Thành chủ, hay là ngài đi trước đi, ta nghỉ ngơi một chút. Không sao, bổn phương ở cạnh nàng thêm chút nữa. Hả? Nào, để ta để bổn phương. Ngô Ngọc Lâm trước sau ngang ngược, chẳng xem ai ra gì. Tống Huy vốn không muốn ở gần cô ấy, giờ lại chu đáo đến lạ thường như vậy, chắc chắn hắn đã đoán được mọi chuyện. Được, lát nữa ta từ từ uống. Thành chủ, hay là ngài tránh đi một chút đi, ta muốn thay y phục. Đã là phu thê, bổn phương đâu cần phải tránh đi. Hay là tự nhận luôn, để kết thúc cho rồi. Bẩm thành chủ, con của Phương Biển Nhân là ta đã bảo Lục La bón thuốc cho cô ấy khiến cô ấy sảy thai. Tội ta không thể dùng thứ, ta tâm địa độc ác, tội đáng muôn chết. Xin thành chủ hãy tha cho ta. Phu nhân, cô không được nói bậy đâu. Sao phu nhân lại nói như thế? Ta sai rồi hả? Ta sai khi tranh sủng với các tiểu muội. Nữ nhân sao có thể làm khó nữ nhân kia chứ? Ta sai rồi. Ngài tha cho ta đi. Tỷ tỷ đang nói gì vậy? Không phải ta vẫn đang khỏe mạnh đó sao? Trước đó là do ta ăn nhiều, đội chán ăn nên mới bị chướng bụng. Tỷ tỷ còn sát thuốc để ta tiêu hóa nữa mà. Ta đến đây là để đa tạ tỷ tỷ. Nhưng ai mà ngờ hôm nay lại có thích khách trong phủ, là muội muội lo lắng chết đi được. Sao là ăn nhiều rồi chán ăn à? Xem trí nhớ của mình kìa, mình đã sửa lại, đoạn hại cô ấy sẽ thai rồi. Phu nhân à, nàng được kích động, các người mau đi đi, mau đi đi, ta còn muốn nghỉ ngơi, ta còn muốn nghỉ ngơi. Đừng phiền ta nữa, mau đi đi, đi đi, đi đi. Nàng về đi. Dân. Giấc mơ này đáng sợ quá. Tống Nguyên, sao hắn vẫn chưa đi vậy? Chuyện hôm nay xảy ra khá đột ngột. Không ngờ phu nhân lại không tiếc mạng sống mà cứu ta. Đa tạ phu nhân. Theo hình tượng của Tống Huy, sao hắn có thể đa tạ Ngô Ngọc Lâm chứ? Chắc là hắn biết chuyện rồi. Bẩm thành chủ, chúng tôi phát hiện một người khả nghi ở thành Nam. Qua điều tra, đúng là một trong những tên áo đen hành thích hôm nay. Bây giờ đã giải vào tiên lao, có cần đưa đến hình ty để thẩm vấn không?
Bổn vương sẽ đích thân thẩm vấn. Chữ Ngọc Viện. Phái thêm người để mắt đến chữ Ngọc Viện, điều tra lai lịch của chiếc còi chim ưng này và mối liên hệ với thích khách hôm nay. Còn nữa, và lý do tại sao nó lại xuất hiện trên người của phu nhân. Dân, đáng sợ quá đi. Tình tiết này căng thẳng, kích thích dữ vậy. Hứa Hề Hề đúng là phải khen cậu, đoạn này viết chặt chẽ thật, thể hiện trí thông minh của nam chính. Nhưng mà mình phải làm sao để tỉnh lại từ giấc mơ đây? 36 kế, chạy lời thượng sách. Chương 2, ta muốn quay về. Đây là Thiên Lao, lát nữa thành chủ của bọn ta sẽ đến. Tốt nhất là ngươi có gì thì cứ nói hết đi. Không thì cái bạn nhỏ ngươi khó giữ đấy. Thành chủ, thành chủ. Ừ, ngươi chính là người hành thích hôm nay. To gan, thành chủ hỏi mà dám không trả lời. Đến đây, ra tay đi. Các ngươi không hỏi được gì từ ta đâu. Hành thích thành chủ, ngươi có biết là tội chết không? Ta chỉ biết thành chủ chưa chết, thì đó mới là tội chết của ta. Thành chủ, để thuộc hạ dùng hình với hắn, có lẽ hắn sẽ khai ra gì đó. Không cần, trong miệng hắn có độc, đã uống thuốc độc tự vẫn được. Thành chủ, là thuộc hạ thất trách để hắn chết như vậy. Đây không chỉ đơn giản là một cuộc hành thích, điều tra cho kỹ thứ mà bổn vương đã đưa cho ngươi. Dân, mau tỉnh lại đi. Đâu? Sao mình lại biết đâu nhỉ? Không phải là mình đang mơ sao? Nếu mình cảm nhận được đâu, chứng tỏ rằng mình có xúc giác thật. Vậy nếu mình ngủm ở thế giới này, có phải là mình có thể tỉnh mộng không? Không được, không được. Lỡ mình đâm không chuẩn, đau như không chết là thiệt rồi. Treo cổ. Hay là dứt khoát nhắm mắt lại, nhảy một phát từ trên kia xuống, nó không chừng có thể quay về. Cao thế này, đâu có đơn giản như thế. Nếu mình mà nhảy xuống, có khi nào đầu nát tươm, xương gãy hết không? Nàng đang làm gì đấy? Cẩn thận.
尘埃，独行的姿态，就笑歪，奇怪与你装满。Sao tim hắn đập nhanh thế? Tại sao mình cũng có cảm giác nghẹt thở gì vậy? Suốt cuộc bây giờ mình là ngu lắm hay là ngu ngập lắm đây? Cơ mà ngực hắn rắn chắc quá, không ngờ sợ lại thích như vậy. Trước đây chưa từng nghĩ Tống Huy lại đẹp trai đúng kiểu mình thích. Bỗng dưng hiểu được tại sao đám nữ nhân này lại sống chết trên danh hắn được. Sao nàng lại nghĩ quẩn thế? Ta rảnh rỗi không có gì làm nên đến ngắm trăng thôi. Chuyện đã đến lúc này ta nói thẳng cho ngài biết vậy. Thật ra ta không phải là Ngô Ngục Lâm mà ngài biết nữa. Bổn vương biết. Ngài biết hả? Nàng thay đổi không giống trước đây nữa rồi. Chân, xin thành chủ tự trọng. Không lẽ phu nhân có chuyện gì giấu bổn chứ? Đúng là đang thăm dò mình mà. Đúng vậy đó. Chuyện thích khách hôm nay là do ta sắp xếp. Ta giả vờ cứu ngài, sau đó giả vờ bị sảy thai, nhưng lại không sảy được. Đúng, chuyện không sảy thai là do ta sửa lại. Nhưng mục đích hành tích ngài của ta, thật ra bây giờ ta cũng không biết là gì nữa. Dù sao thì Tống Nguyên. À không, thành chủ, ngài ban chết cho ta đi. Sao phu nhân cứ nói như trong sách thế nhỉ? Ngài không tin ta hả? Nếu đã như vậy, tại sao phu nhân lại nhảy từ mái nhà xuống? Ta không phải phu nhân của ngài. Được, được. Phu nhân nói gì cũng được. Bây giờ ta đưa nàng về, chuyện khác chúng ta sẽ nói sau. Tại sao ngài lại không tin ta chứ? Hôm nay phu nhân kích động quá rồi, nên nghỉ ngơi sớm đi thì hơn. Thành chủ mau về đi, ta còn có chuyện, ta đi trước đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.